Cái món này mà hấp ăn nóng lên thì rất là thơm ngon đấy các bạn. Các bạn chấm mồi luộc chấm. Ồ. Rất thơm mà ngon. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món là bánh cuốn làm bằng bánh tráng. Đây là bánh tráng các bạn nhé. Tí nữa xong rồi tôi sẽ làm nhân này, sau đó tôi sẽ cho vào đây tôi cuốn lên, nó giống gọi là bánh cuốn nhưng mà ta dùng bằng bánh tráng. Nguyên liệu kèm theo thì các bạn hãy nhớ đây, đây là thịt lợn xay các bạn nha, và đây là giấm, đây nước mắm, đây là hành nha, và đây là chả này, có đường này, có mì chính này, có hạt lim này và hạt tiêu, và hành khô đã đun chín rồi các bạn ạ. Có mộc nhĩ này, nấm hương này, tỏi này, ớt này, dưa chuột, cà rốt và rau sống, đây, rau xà lách. Trước tiên để làm món này thì tôi sẽ làm nước chấm trước các bạn ạ. Sau đó tôi làm đến bánh sau. Khi làm bánh nóng, ta ăn nóng là rất là hợp các bạn ạ. Đầu tiên các bạn hãy nhớ này, tôi cho nước mắm này. Đấy, các bạn nhớ là cho lượng mắm nó mới vừa phải nha. Đấy. Đấy. Và ta cho giấm này. Giấm ta không nên cho nhiều, cho nhiều quá nó sẽ chua. Đấy, ta giấm ta chỉ cho một lửa. Sau đó ta cho đến đường. Các bạn pha nước chấm này chỉ phao phảo thôi, vừa phải. Đấy. Thôi. Đây là nước sôi để nguội nha các bạn, nhớ các bạn cho một chút vào đây. Đây tôi sẽ làm đến tỏi, các bạn nhớ là ta chỉ đập cho nó dập ra nha. Đấy, các bạn thái tỏi ra, các bạn cho vào trong cái bát nước chấm này. Đấy, đây tôi thái ớt ra nhá. Đây tôi thái ớt xong rồi và tôi cũng cho luôn vào nước mắm. Đấy, các bạn nhớ là ta bỏ hạt đi. Đấy. Đấy, như vậy là nước chấm tôi đã làm xong. Bây giờ tôi sẽ thái mộc nhĩ lâm hương. Tôi thái mộc nhĩ xong rồi, bây giờ tôi thái đến lâm hương. Đây lâm hương mộc nhĩ tôi đã thái xong rồi. Đấy. Tôi để sang hai bên. Bây giờ các bạn nhớ là tôi mới tẩm ướp vào đây một chút các cái gia vị này. Cái thứ nhất là các bạn cho một chút mì chính, một chút hạt lêm, một chút hạt tiêu. Và ta cho một chút nước mắm. Các bạn hãy nhớ là trộn đều này. Đấy, mì chính, rồi hạt lêm, hạt tiêu và nước mắm. Đấy, bây giờ tôi trộn xong rồi, bây giờ tôi sẽ gióm lửa. Đấy, để tôi xào lên. Đây lửa tôi đã gióm lửa xong, bây giờ tôi cho một chút dầu vào đây. Đây tôi cho hành khô vào để tôi phi cho nó thơm. Đấy, hành thơm rồi các bạn. Và tôi cho thịt vào đây. Đây là ta xào lên để cho nó thơm nha các bạn, nhớ này thế.
Các bạn nhớ là ta xào chín vừa tới nha. Đây là thịt xay, cho nên nó đã nhỏ rồi. Các bạn không nên xào kỹ quá, xào kỹ quá nó khô. Đây, tôi cho mộc nhĩ này. Đây, đồng thời cho lâm hương vào nữa. Đây, ta xào xong rồi thì các bạn hãy nhớ này, để cho nó nguội nguội một chút nhá. Đấy, các bạn nhớ là ta đảo luôn ở chảo để cho nó nguội đi. Đây đây, tôi cho ra cái khay thủy tinh này. Đó. Nhưng để cho nó nguội nha, các bạn hãy nhớ. Đấy, các bạn nhớ là ta để cho nó nguội nguội. Đây các bạn ơi, tôi sẽ bắt đầu cuốn. Các bạn đây là cái bánh này là bánh tráng nha. Các bạn xoa dầu cũng được, hoặc là các bạn để cho nó ẩm thì các bạn cho một chút nước để xoa. Đó. Xoa để cái vỏ bánh này nó phải có cái độ mềm thì ta mới cuốn được. Không mềm là các bạn lại nhớ là ta không cuốn được đâu. Đó. Ta mới giải hết các cái nhân của nó vào đây. Đấy, các bạn nhớ là khi các bạn cho vào trong cái đĩa này các bạn cũng phải quyết dầu. Đấy. Các bạn không quyết dầu là nó dính thì sau này ta không bóc được ra. Làm xong các bạn cho luôn vào trong đĩa đây. Đấy, các bạn dàn nó đều nhân rồi. Các bạn đã xếp vào trong này thì các bạn thử quết một chút dầu vào đây. Đấy, ta đặt lên thì nó không có độ dính nhau. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bắt bếp lên để tôi hấp lên nha các bạn nha. Cái món này mà hấp ăn nóng lên thì rất là thơm ngon đây các bạn. Tuyệt vời đấy. Tôi bây giờ thái chả này. Đấy. Thái chả tôi để lên trên chốc. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho vào xong để hấp. Khi sôi thì các bạn sẽ để vào tầm độ 3 phút. Thế thôi. Vì đồ này là đồ chín hết rồi. Đấy. Bây giờ ta đun ta sôi lên. Trong vòng 3 phút đã được rồi. Đây, các bạn thấy không? Ta chỉ dùng cho nó chín cái bánh đa thôi. Chứ còn nhân ta đã xào chín rồi. Và chả thì cũng đã chín rồi, ta hấp lại cho nó nóng các bạn. Tôi để nguội xong thì tôi sẽ lấy ra ngoài nha. Đấy, để tôi thưởng thức. Các bạn nhớ là ta đừng đun quá. Đun quá nó lở, nó bung hết đấy các bạn. Đây, vì cái đĩa này to quá, cái kẹp cũng không thể nào vừa được. Đấy các bạn. Rồi. Các bạn thấy rằng có ngon không? Tuyệt vời là ngon. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái bánh cuốn đây rồi. Bánh cuốn, ta cuốn bằng cái bánh tráng các bạn ạ. Làm cái bánh này thì nó cũng không có tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn cố gắng nên làm đấy một lần. Tôi tin chắc làm cái món này thì các bạn ăn sẽ mê ly luôn. Rất ngon các bạn. Các bạn chấm một lượt chấm. Để mời các bạn nha. Bây giờ tôi thưởng thức xem là cái món hôm nay tôi làm nó ngon đến mức độ nào. Rất thơm mà ngon.
Ta làm cái bánh cuốn bằng cái bánh tráng này thì cái vỏ bánh này nó rất dai, ăn rất là thơm ngon. Phải nói rằng tuyệt vời. Các bạn nào ăn cay nhiều thì các bạn sẽ làm thêm ớt, mà các bạn nào ăn ít cay thì các bạn chỉ làm vừa thôi. Ngon ơi là ngon. Các bạn ăn kèm theo cà chả nữa. Thời gian không tốn lắm đâu. Đông người thì các bạn làm nhiều, ít người thì các bạn làm chỉ đủ vừa ăn thôi. Người ta không nên để cái này nó ỉu thì ăn lại không ngon, các bạn lại phải hấp lại. Thế cho nên là làm bằng bột thì nó ỉu, ăn vẫn còn cái hương vị của bánh cuốn nó lại khác đi. Cho nên là đây là bằng cái bánh tráng. Thế cho nên là các bạn hãy nhớ nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có yêu cầu gì về làm cái món riêng tư thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận, tôi tiếp thu và làm tỉ mỉ cho các bạn được thấy rõ nha. Bây giờ có lẽ tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn vui tươi mạnh khỏe. Xin cảm ơn.